Kính chào quý vị. Quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức nóng trên kênh YouTube của Báo Tiền Phong. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất, Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan. Ngày 21 tháng 4 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Theo quy định tại khoản 4, điều 358 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung vào năm 2017. Ngày 22 tháng 4 năm 2024, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các lệnh, quyết định nêu trên. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thi hành các lệnh, quyết định này. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản. Ông Phạm Thái Hà sinh năm 1976, quê quán tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Ông Phạm Thái Hà có học vị tiến sĩ kinh tế, là kiểm sát viên hành nghề Việt Nam CPA chuyên về lĩnh vực tài chính ngân hàng. Ông Phạm Thái Hà được đào tạo bài bản, đã trải qua nhiều cương vị công tác với thời gian gắn bó, tham mưu, phục vụ Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại các cơ quan kiểm toán nhà nước, Bộ Tài chính, Ban Kinh tế Trung ương, Chính phủ, Thành ủy Hà Nội và Văn phòng Quốc hội. Ông Phạm Thái Hà từng đảm nhiệm qua các vị trí Thư ký Tổng Kiểm toán Nhà nước, Thư ký Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hàm Vụ trưởng, Thư ký của Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ, Trợ lý Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ngày 5 tháng 5 năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra quyết định về việc bổ nhiệm ông Phạm Thái Hà, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thời gian bổ nhiệm là 5 năm. Trong lễ bổ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên Văn phòng Quốc hội tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm, công tâm, công bằng, dân chủ, bám sát chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Quốc hội để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội và xây dựng Văn phòng Quốc hội ngày càng phát triển bền vững, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu mới, chuyên nghiệp của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian làm nhiệm vụ. Thưa quý vị, liên quan đến vụ Tập đoàn Thuận An có dàn lãnh đạo vừa bị C03 Bộ Công an khởi tố, nhiều dự án có dấu chân của tập đoàn này cũng bất ngờ bị sờ gáy. Tập đoàn này từng trúng thầu nhiều dự án trải dài từ Bắc tới Nam, có những dự án đã hoàn thành, cũng có những dự án hiện vẫn còn đang dang dở. Một số thành phố có dự án đầu tư công lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh cũng có vài dự án liên quan đến tập đoàn này. Đơn cử tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An vẫn đang thi công một số gói thầu tại 3 dự án rất quan trọng của thành phố như Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ và dự án cải tạo kênh Tham Lương, Bến Cát, Rạch Nước Lên. Tập đoàn Thuận An trúng thầu và thi công dự án nào tại Thành phố Hồ Chí Minh? Ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh, tại dự án thành phần 1 đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Thuận An là thành viên liên danh trong tổng số 9 công ty cùng trúng gói thầu XL5. Đây là gói thầu có vốn đầu tư công, được đấu thầu rộng rãi và gói thầu này gồm phần xây lắp, phần khảo sát và thiết kế bản vẽ thi công. Thời gian thực hiện trong gần 3 năm. Giá trị hợp đồng gói thầu này là 2.303 tỷ đồng. Trong đó, nhà thầu Thuận An đảm nhận khối lượng 26,5% của hợp đồng gói thầu, tương đương với 610 tỷ đồng. Gói thầu đang ở giai đoạn bắt đầu thi công và đến nay, Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì nhân công, thiết bị thi công bình thường tại công trường. Tại dự án này, ngày 25 tháng 12 năm 2023, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông, thành phố, đã có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói xây dựng đường Vành đai 3, đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi trước đó, ngày 19 tháng 12 năm 2022, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp có hai quyết định về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu XL05 với đoạn từ cầu Tân Kỳ, Tân Quý đến cầu Bưng và gói thầu XL06 đoạn từ cầu Bưng đến cầu Tham Lương của dự án xây dựng hạ tầng
và cải tạo môi trường kênh Tham Lương, bến cát, rạch Nước Lên, được đầu tư bằng vốn ngân sách. Gói thầu XL05 có chiều dài 3,05 km, giá trúng thầu gần 562 tỷ đồng do liên danh Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An, sau này đổi thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và 5 doanh nghiệp khác trúng thầu. Tại gói thầu này, theo hợp đồng, Tập đoàn Thuận An thi công các hạng mục xây dựng đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật, trừ hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng bờ phải. Khối lượng phần việc mà Tập đoàn Thuận An đảm nhận là 77,5 tỷ đồng, chiếm 13,80% của hợp đồng. Giá trị đã tạm ứng chưa thu hồi của Tập đoàn Thuận An theo hợp đồng là 22,7 tỷ đồng. Gói thầu XL06 với chiều dài 2,85 km, giá trúng thầu là hơn 458,3 tỷ đồng. Liên danh trúng thầu gồm Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An cùng 4 công ty khác, trong đó có một vài doanh nghiệp đã có tên trong liên danh trúng thầu ở gói XL05. Tại gói thầu XL06, theo hợp đồng, Tập đoàn Thuận An được thực hiện thi công các hạng mục xây dựng, đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật, trừ hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng ở bờ phải. Phần việc đảm nhận có khối lượng khoảng 53,6 tỷ đồng, chiếm 11,7% của hợp đồng. Công ty này đã tạm ứng 15,3 tỷ đồng. Với dự án này, dù là đơn vị được Ủy ban Nhân dân thành phố giao làm chủ đầu tư dự án, nhưng tại hai quyết định trên, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng đều giao cho trưởng ban điều hành dự án 4 và liên danh giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiết kế Xây dựng Thương mại Dịch vụ Ngô Trần, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quản lý Xây dựng Sài Gòn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Xây dựng và Đầu tư Toàn Hưng Thịnh chịu trách nhiệm về tính trung thực, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện đánh giá kết quả hồ sơ dự thầu, đồng thời chịu trách nhiệm về tính hợp lý, chính xác của các nội dung, tài liệu, số liệu trong kết quả lựa chọn nhà thầu đã trình duyệt. Tuy nhiên, dù là dự án trọng điểm, nhưng thành phố vẫn không yêu cầu huy động chuyên gia của các sở, ngành để tham gia tổ chấm thầu, xét duyệt nhà thầu, mà việc này vẫn giao cho tiểu ban quản lý dự án và các đơn vị tư nhân, giống như với những dự án khác. Tại hầm chui Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh, Tập đoàn Thuận An và hai công ty khác là liên danh trúng thầu gói xây lắp số 2, xây dựng hầm chui HC2 và trạm bơm. Giá trị gói thầu hơn 262,7 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Thuận An là 94,6 tỷ đồng. Hai dự án này do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Hiện trạng dự án tại thành phố Hồ Chí Minh có dấu chân của Tập đoàn Thuận An. Về hiện trạng, trên công trường, sự góp mặt của nhà thầu Thuận An bao gồm dự án xây dựng kênh Tham Lương, bến cát, rạch Nước Lên, phạm vi gói thầu XL5 và XL6, các công nhân và máy móc được bố trí rải rác xây dựng. Tuy nhiên, một số vị trí sát cầu Ông Bưng về hướng cầu Tân Kỳ, Tân Quý, gói XL5 không có người xây dựng, rác đến bao vây bãi tập kết vật liệu xây dựng và kè bê tông còn dang dở. Tại công trường xây dựng hầm chui Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, kết nối quận 7 và huyện Nhà Bè vẫn làm việc bình thường. Ban giao thông đã tạm rào chắn nút giao này để xây dựng các đốt hầm kín thuộc hầm chui HC1 và HC2. Nhà thầu Thuận An là thành viên liên danh cùng hai nhà thầu khác làm gói thầu xây lắp số 2, tổng giá trị hợp đồng 262,7 tỷ đồng, bao gồm dự phòng và các loại thuế, phí. Trong đó khối lượng thực hiện của nhà thầu Thuận An là 105 tỷ đồng, bao gồm dự phòng và các loại thuế, phí, tương ứng với tỷ lệ 40% của hợp đồng. Gói thầu này đã thi công từ tháng 4 năm 2020. Đến nay, nhà thầu vẫn duy trì nhân công, thiết bị thi công bình thường tại công trường. Dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ công trình trong quý 3 năm 2024. Về việc thi công các dự án tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4, ông Trần Đức Khoa, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, khẳng định tập đoàn vẫn tiếp tục triển khai các gói thầu tại các dự án ở thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác. Hiện cơ cấu tổ chức, nhân sự, người đại diện theo pháp luật, tài chính của doanh nghiệp đã được đảm bảo để triển khai các công việc như kế hoạch đã đề ra. Liên quan đến những sai phạm xảy ra trong việc đấu thầu và thi công của Tập đoàn Thuận An tại các công trình ở nhiều địa phương trên cả nước, khiến Chủ tịch Tập đoàn, ông Nguyễn Duy Hưng cùng 6 người có liên quan bị khởi tố, bắt giam. Mới đây, Tập đoàn Thuận An đã có công văn gửi Ban Quản lý Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh để phản hồi về khả năng tiếp tục hợp đồng hai gói thầu xây lắp số 5 và số 6 thuộc dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương, bến cát, rạch Nước Lên. Theo văn bản, Tập đoàn Thuận An cam kết sẽ tiếp tục thi công phần việc đơn vị đảm nhận ở gói thầu xây lắp số 5 và số 6, đồng thời khẳng định
không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Trước đó, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư đã có văn bản gửi Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, gọi tắt là Tập đoàn Thuận An, về việc thực hiện hợp đồng tại các gói thầu XL05, XL06 thuộc dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương, Bến Cát, Rạch Nước Lên. Theo chủ đầu tư, qua kiểm tra công trường hai gói thầu và báo cáo của tư vấn giám sát, thì hiện nay Tập đoàn Thuận An đã ngưng thi công. Các nhân sự ban chỉ huy công trường, nhân công không có trên công trường. Chủ đầu tư yêu cầu Tập đoàn Thuận An có công văn làm rõ về khả năng tiếp tục thực hiện hợp đồng thi công của hai gói thầu này. Trong đó nêu rõ cơ cấu tổ chức của công ty, người đại diện theo pháp luật thay thế, gửi về Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị TP.HCM trước ngày 25 tháng 4. Trường hợp Tập đoàn Thuận An không phản hồi, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị thành phố sẽ xem đây là vi phạm hợp đồng và có hình thức xử lý theo quy định. Tại gói thầu XL06, đoạn từ cầu Bưng đến cầu Tham Lương dài 2,8 km, Tập đoàn Thuận An là thành viên của liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Thới Bình, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Khảo sát Công trình Thanh Tuấn, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Nguyễn Lê, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh và Tập đoàn Thuận An. Theo hợp đồng, tại gói thầu XL06, Tập đoàn Thuận An sẽ thực hiện thi công các hạng mục xây dựng đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật, trừ hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng ở bờ phải. Phần việc đảm nhận có khối lượng khoảng 53,6 tỷ đồng trên tổng số 458,3 tỷ đồng, tương đương 11,70% của hợp đồng gói thầu. Còn gói thầu XL5, đoạn từ cầu Tân Kỳ, Tân Quý đến cầu Bưng, theo hợp đồng, Tập đoàn Thuận An thi công các hạng mục xây dựng đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật, trừ hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng bờ phải. Khối lượng phần việc Tập đoàn Thuận An chiếm 77,5 trên tổng số 561,5 tỷ đồng, tương đương với 13,8% giá trị của hợp đồng gói thầu. Trước đó, ngày 15 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam đối với ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An để điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bị can Nguyễn Duy Hưng bị bắt trong quá trình Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế và Buôn lậu C03 Bộ Công an điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan. Cùng vụ án, C03 cũng ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội đưa hối lộ. Ông Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An bị C03 khởi tố bắt giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ.